tô vào ba cái nút bấm này. Cuối cùng để hoàn thiện cho chiếc quạt của mình thì mình sẽ dùng màu đen. Mình viền lại các cái chi tiết, những cái chi tiết nét vẽ của mình ở trên cái chiếc quạt này. Mình sẽ viền theo cái nét bút chì của mình đã vẽ. Mình sẽ vẽ từng cái chi tiết ở trên cái phần lòng quạt như thế này. Ngoài cái chất liệu màu sáp như của mình thì các bạn cũng có thể phối hợp đa dạng các cái chất liệu khác nhau để vẽ cái bức tranh chiếc quạt. Bây giờ mình sẽ dùng cái màu đen, mình tô cho từng cái thanh sắt ở trên cái phần lồng quạt này. Mỗi một cái nét bút chì này thì mình sẽ dùng màu sáp để mình tô đè lên trên. Sau khi tô xong các cái thanh sắt thì bây giờ mình sẽ tô viền xung quanh của cái lồng quạt này. Mình vẫn dùng cái màu đen này. Mình tô viền xung quanh cái hình tròn lồng của chiếc quạt. Sau khi tô xong cái phần lồng quạt, mình đã có cái bức tranh vẽ một chiếc quạt cây hoàn thiện như thế này. Video hướng dẫn vẽ chiếc quạt máy từ màu sáp của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí một tấm thiệp với hình quả dứa sinh động như thế này. Còn bây giờ, cùng mình thực hiện nào. Để trang trí một tấm thiệp với hình quả dứa dễ thương như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu vàng, giấy thủ công màu xanh lá và giấy thủ công màu cam, bút chì, bút mực, kéo và một chiếc súng bắn keo nến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Trước tiên mình sẽ dùng cái giấy màu cam này. Mình dùng cái tờ giấy này để làm phần bìa của tấm thiệp. Bây giờ mình sẽ gấp đôi cái tờ giấy của mình lại.